hộp. Đừng có lấy dấu tiền tiết kiệm của tôi. Trò chơi á? Đừng mãi u mê làm khổ gia đình nữa. Anh đưa tiền đây. Đây là tiền cả nhà dành dụm đấy. Đóng tiết học cho con mà. Anh lấy thì con mới làm thế nào hả? Khổ biết cái gì hả? Bạn bè tôi nó đang gặp khó khăn, tôi phải đi giúp nó chứ. Bạn bè kiểu gì mà thấy nhà người ta khổ sở rồi vẫn cố mà lấy tiền. Anh mà có chuyện mà anh có lo cho anh không hả? Câm mồm. Cấm được nói xấu bạn tôi nhá. Anh được lắm. Anh muốn giúp bạn anh ý thì anh lấy tiền của anh ý. Đừng có lấy dấu tiền tiết kiệm của tôi. Anh trả tôi đây. Tôi nói cho cô biết nhá, tiền của cô thì cũng là của tôi. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Cái loại đàn bà ăn bám như cô ấy không có quyền lên tiếng, rõ chưa? Chị có sao không? Dạ, tôi... Chị có cần tôi giúp gì không? Tôi... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp chị giải quyết chuyện này. Chị yên tâm. Nào, chị đứng dậy đi. Chào ông anh. Mày là thằng nào? Tôi là ai thì quan trọng gì. Nghe nói ấy, ông anh là người rất xem trọng tình anh em, đến mức ruồng bỏ cả vợ con để theo bạn mình cơ mà. Thằng em ngưỡng mộ quá nên là hôm nay mới phải đến đây để xem như thế nào. Mày muốn gì? Cũng chẳng có gì đâu. Tôi chỉ muốn rủ anh chơi một trò chơi thôi. Trò chơi á? Đúng. Một trò chơi rất đơn giản. Một trò chơi trắc nghiệm về tình anh em. Chơi chứ? Điệt. Khoan đã, tôi chưa nói hết cơ mà. Tham gia trò chơi này của tôi, nếu anh thành công thì toàn bộ số tiền trong túi này sẽ là của anh. Cậu muốn chơi trò gì? Ngay bây giờ anh hãy gọi điện cho những người anh em, bạn bè mà anh coi là anh em tốt ấy. Nói với họ rằng anh đang gặp khó khăn và cần họ giúp đỡ một số tiền. Nếu như thành công thì toàn bộ số tiền này sẽ là của anh. Và ngược lại thì... Sao? Nếu như anh thất bại thì tôi muốn anh phải đem tính mạng của mình ra để trả. Được chưa? Được. Đơn giản thôi mà. Tôi chơi. Ok. Này ông ơi, tôi bảo giờ nhà tôi đang có chuyện cần tiền gấp, ông cho tôi vay ít tiền được không? Mà biết hoàn cảnh nhà tôi như nào mà chuyện này tôi bây giờ cũng giúp được rồi, thế nhá. Ông ơi, bây giờ nhà tôi đang có chuyện gấp, mẹ tôi phải nằm viện, số tiền tôi mới đưa cho ông ấy, bây giờ ông đưa lại cho tôi được không? Cái ông này buồn cười nhỉ. Tiền thì ông tự nguyện tôi vay, bây giờ lại đòi. Tôi tiêu hết rồi. Sao lại tiêu hết? Tôi mới đưa cho ông cơ mà. Không có đâu, thôi thế nhá, đừng làm phiền nữa. Thế nào? Anh đã thấy rõ bộ mặt thật của đám bạn tốt của anh chưa? Mày... Rốt cuộc mày làm vậy là có ý gì? Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng cuối cùng ai mới là người thực sự tốt ở bên mình thôi. Trò chơi đã kết thúc. Hy vọng anh sẽ làm đúng như dao kèo là thay đổi bản thân mình. Đừng mãi u mê làm khổ gia đình nữa. Em, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé.